này từ đầu năm đến giờ là hiện tại xưởng luôn là giảm được 50% so với năm ngoái. Thì mọi năm thì gần 10 công nhân làm, năm nay thì giờ chỉ còn mỗi mình tôi làm. Phải chuyển dịch dần sang những cái đồ thiết yếu hơn cho cuộc sống hơn, giá thành hạ hơn, rẻ hơn, đầu tư vào những cái chất liệu gỗ nó vừa phải, và những cái đồ thiết yếu chẳng hạn như cơ bản là phục vụ cho gia đình như là giường này, tủ áo này, tủ trang điểm này. Mọi người cũng đang bắt tay vào thiết kế cũng như là xây dựng các cái sản phẩm mới mang phong cách của châu Âu, phù hợp với xu hướng nội địa cũng như là xuất khẩu sang một số nước ngoài Trung Quốc như là ASEAN, thì đấy cũng là một trong những xu hướng mới.